Này các bác nhé, hôm trước em có giới thiệu cho các bác cái dòng BMW KW CDM 1NT này. Những đôi này thì báo cáo bác là nó vàng ươm luôn. Hai đôi này đều có thùng hết ạ. Hôm nay em Tuấn cùi hàng cho các bác luôn, còn nguyên thùng, chứ thằng bọc. Đúng chưa? Đây nữa, đây mà em nữa này. À, về được thêm có đúng hai đôi này nữa bác nhé, hết sạch. B3 6 triệu 6 đây, chấp nhận thì mua thêm đấy. Lại được thêm hai đôi nữa, gạ gạ mãi đấy, bác là đang đợi đấy nhá. B3 tiếp tục 6 triệu 6 đẹp xuất sắc không nói rồi. Clip khui nhiều quá, đẹp quá, khui suốt ngày này. Đăng suốt ngày không biết chán. Đẹp bác nhìn này, đẹp BMW kép đôi nữa, hai đôi nguyên thùng xốp ạ. Đợt này nó bị cao mất mấy trăm nghìn đấy bác nhé, so với trước nó lệch mất mấy trăm nghìn. 20 triệu 900 đây này, báo hết trong lượng. Sau đây mà Tuấn sẽ bóc cho bác nhé, em cũng có bác bóc ra sao nó sướng. Báo cáo các bác là những đôi loài này thì xứng đáng đồng tiền rồi, bóc ra cho nó phê nhé. Bóc cho nhìn cho nó thích thì bác ạ. Loa nó có thùng xốp thì nó là loa mới rồi mà, nhưng loa mới rồi cái gì nữa. Em thì em bán hàng bãi thật, nhưng mà thỉnh thoảng được những đôi như này gọi là loa mới cũng được. Bãi gì cái này các bác, thùng xốp còn thế này thì bãi gì, đúng không? Đấy, em nó cũng bắt bắt vào thùng xốp còn thế này, bãi gì cái này các bác nhỉ? Đây ai gọi là loa bãi. Nhưng mà ớ, mua và chơi đôi loa này sướng lắm các bạn, từng 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 thích lắm, nói thật là thích. Và còn nguyên kia này giờ mới rạch này, bác nhìn cái băng dính của nó này, đây nhá, những cái băng dính zin của nó này, giờ mới rạch lựa đầu tiên nhé. Này. Này đầu tiên luôn, gọi là khui cho nó sướng như loa mới thế này, đúng không bác? Ui chủ, nó có gì này, thơm phức chứ các bác, bác thích không? Ơi rồi đây ạ, thơm phức chưa các bác này. Ui giời đất ơi, phê chưa? Tiếp tục này. Ui giời đất ơi, nào khủng chưa ạ? Và thế chứ các bác nhỉ, thùng xốp thế này, mà thế này chưa? Nên tôi bê ra. Úi giời ơi luôn này. Nặng rồi. Tôi này đỡ cho đàn này, đàn tôi tọt đi cả chứ. Ấy, bật thế chưa? Em bê ra cho bác nhìn. Này. Ấy. Đây. Có nhìn thấy em úi giời đất ơi chưa? Úi giời ơi chưa? Này để em bóc nó con này cho bác nhé. Bóc nó con kia cho bác nhìn là thích. Cứ phải úi giời ơi sướng. Nó sướng không? Thế em thích các bạn. Lại tiếp tục bóc tiếp con này. Đây. Bóc tiếp con này cho bác nhìn. Nguyên kèm hết. Đây là mới cho bác nhé. Bãi này đẹp thế này. Úi giờ đất ơi à. Ê. Ủa, như con kia luôn con gì này. Thùng xốp. Ok chưa. Đây. Úi giời ơi này. Úi trời ơi này. Ôi giời ơi. Ôi giời. Cho nó ra đây cho tí xếp hàng các bác nhìn thấy xưa. Các bác phê thích. Ôi giời ơi, phê chưa? Thích không các bác? Nay mới được chê. Nay mới phê các bác ạ.
Ghê chưa? Ôi chào. Ui giời đất ơi. Bác nhầy. Em tưởng gọi các bác là úi giời đất ơi. Nào, bác ấy cần các bác nhìn này. Úi giời đất ơi đi. Đây. Đó các bác úi giời đất ơi đi. Đấy. Đấy. Nào các bác. Yên tâm các bác nhé, có nhiều bác thì bảo ôi sao ông Tuấn không gửi ảnh không làm clip đi. Báo cáo các bác là hàng bên em, bác yên tâm đi. Báo hàng như thế nào thì bác yên tâm như thế. Tất cả bán hàng nó theo độ tin tưởng của nhau. Chứ không phải đâu, còn ảnh những cái thứ gì nó bình thường. Nó nhìn nhé, nó nhìn được chưa? Úi giời đất ơi à. Phê không bác? Em cho máy ảnh nó xuống gần nữa cho bác nhìn em thích nhé. Các bác phê này. Ui giời đất ơi. Nó lại quay cho bác thích thì chứ cần thì quay gì nữa. Nó còn cái thùng xốp thì cần gì phải giới thiệu gì nữa đúng không bác? Ok chưa bác? Đẹp chưa ạ? Đấy, em Tuấn quay đây. Sau đây. Mua đèn cho bác luôn này. Đây ạ. BMW kép W. Nhìn nha. BMW kép W made in England. Lại cả tiếng Pháp với tiếng quái gì đây. CDM1NT. Con này là series 120W một loa 8 ohm. Con này series 3 con 5 cuối. Xem con này series tiếp. Quay tiếp cho bác. 555 series liền kề. 556 037 5555 này. 037 3 con 5 này số đẹp quá. 037 556. Quay con này tiếp xem nào. 037 576. Vì nó theo lần lượt từng mã mà bác. Quay lại tiếp đi cho bác. Đấy. Đây, 037 575 576 liền kề hết nhá, series liền kề tất. Ok chưa? Tất cả đều là series liền kề hết. Đúng nha. Tất cả đều series liền kề cho bác luôn. Đẹp thế này chứ còn đẹp thế nào nữa cho thầy. Không biết nói câu gì nữa. Đấy, bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. 20 triệu 900 một đôi. Hẹn gặp lại các bác vào clip sau nữa.